mạnh, và cũng đấy là một yếu tố lạc quan để giúp họ có thể vượt qua các cái bệnh tật và tính cũng như là cấp tính. Cái yêu cầu đặt ra đối với các môn thể thao mà dành riêng cho bệnh nhân nói chung và bệnh nhân ví dụ cũng khoa tâm thần thì có cần đòi hỏi những cái yêu cầu như thế nào? Theo tôi thì những cái hoạt động thể dục thể thao đối với người bệnh nói chung và bệnh nhân tâm thần nói riêng thì thôi những cái mà hoạt động đơn giản thôi, hoạt động mà cũng không quá phức tạp, đòi hỏi cái sự khéo léo chuyên môn cao, hoạt động thể dục tay không hay là thể dục thể số, dụng cụ nhẹ nhàng thì tôi thấy là rất là phù hợp. Tăng cái bền, cái sức khỏe, cái sự dẻo dai. Hôm nay có 4 môn thể thao ở đây ạ, và đều là những cái môn thể thao khá là mới ở Việt Nam. Với cơ chế hoạt động khá là đơn giản nhưng mà mình tập từ nước ngoài vào, thì ông đánh giá như thế nào về cái cơ chế hoạt động cũng như là cái lợi ích của cái môn thể thao này? Thì đây cũng là cái môn mà thể thao mới, mặc dù là nó cũng mới nhập vào Việt Nam nhưng mà vẫn dựa trên một cái là cơ chế là nó tạo ra cái sức khỏe hay là cái sự dẻo dai nói chung hoặc là cái độ khéo léo thấy là cũng rất có ích như là các cái thể dục mà cái môn thể dục thể thao cũng, nhưng mà nó có cái mới mẻ thì nó lại dễ thu hút được mọi người, thậm chí cả bệnh nhân người ta thấy cảm thấy rất thích thú, như vậy thì thu hút được họ và có thể họ giúp họ được tham gia một cách thường xuyên liên tục hơn. Được biết là hoạt động thể dục thể thao này cũng triển khai ở bệnh viện E cũng là chỉ ra nhỉ ạ, và sắp tới thì bệnh viện E cũng có triển khai cái hoạt động thêm cái hoạt động nào nữa để có thể là thúc đẩy cái sự phát triển của cái thể chất của bệnh nhân cũng như là những sự phát triển tích cực về tinh thần cho bệnh nhân ạ? Vâng, thì các cái hoạt động thể dục thể thao này chúng ta triển khai bệnh viện E khá là được thời gian khá rồi, tôi thấy là cũng có tác dụng rất là nhiều và cũng là mình tiếp tục duy trì các hoạt động như vậy và có thể là bổ sung thêm các số hoạt động khác. Tuy nhiên thì nó có nhiều khi phải đòi hỏi cái trang thiết bị dụng cụ vân vân thì người bệnh cũng triển khai được những môn bóng bàn bóng chuyền vân vân khác, thì như vậy thì cũng phải có những tổ tập và cũng qua đây thì cũng rất muốn là có những nhà tài trợ đầu tâm để tài trợ cho bệnh viện dụng cụ để người ta hoặc là người ta là họ là sân chơi ngoài trời hoặc là xe người dân nào mà Việt Nam thì người ta rất nặng hỏi kỹ thêm bác sĩ đấy là khi mà mình bị đau thì nó thì não bộ hay là cơ thể nó có thể phản ứng gì đó nó thích thế nhưng phần cũng là phát triển tinh thần bác sĩ chia sẻ có và thì khi mà nó hoạt động thể thao như vậy thì nó là nó kích thích về cơ bắp này, về trí não, sau đó thì nó sẽ ra lợi cho các hoạt động tinh thần của người bệnh và cũng là giúp người bệnh